Hà Nam thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Sáng nay ngày 25 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam thông tin, tỉnh này phát hiện thêm 2 trường hợp mới có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Theo CDC Hà Nam, 2 bệnh nhân mới gồm bệnh nhân nam, bệnh nhân 5415 là F1 của bệnh nhân 4220 và bệnh nhân 4221. Bệnh nhân thứ 2 là nam giới, có mã định danh là bệnh nhân 5416. Cả 2 bệnh nhân được ghi nhận tại ổ dịch xã Công Lý, huyện Lý Nhân, nằm trong khu phong tỏa và cách ly tập trung tại huyện Lý Nhân từ ngày 16 tháng 5, kể từ khi bệnh nhân 4220 và bệnh nhân 4221 có kết quả xét nghiệm dương tính. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, ngành y tế tỉnh Hà Nam đã chuyển 2 bệnh nhân trên để cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Nam. Đây là ca bệnh thứ 35 và 36 của Hà Nam sau khi các ca bệnh bệnh nhân 4374, 4375, 4376 được phát hiện lần lượt vào chiều và tối ngày 17 tháng 5. Đến nay, Hà Nam đã ghi nhận 16 trường hợp có liên quan đến ổ dịch thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân. 7 ngày trước đó, Hà Nam có 34 trường hợp đã xác định dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 17 trường hợp liên quan tới ổ dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, 14 trường hợp có liên quan đến ổ dịch thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, còn lại 3 trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN-160 từ Đà Nẵng về Nội Bài ngày 29 tháng 4.